Nằm trong các sự kiện kích cầu du lịch của tỉnh dịp cuối năm, Tuần Văn hóa Du lịch Bình Liêu sẽ được tổ chức từ ngày 7 tháng 11 đến hết tháng 12 năm 2020 với nhiều hoạt động hấp dẫn. Du khách đến Bình Liêu trong dịp này sẽ được tham gia Hội Mùa Vàng Bình Liêu, tận hưởng cảm giác thư thái bên những thửa ruộng bậc thang, thơm mùi lúa chín và trải nghiệm các hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc của đồng bào vùng cao Đông Bắc. Công tác chuẩn bị cho sự kiện này đã được chính quyền và người dân địa phương gấp rút hoàn tất, sẵn sàng chào đón du khách. Lễ hội Mùa Vàng nói riêng và Tuần Văn hóa Du lịch Bình Liêu năm 2020 nói chung là hoạt động hấp dẫn dành cho du khách trong và ngoài tỉnh dịp cuối năm này. Chương trình khai mạc sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 7 tháng 11 tại quảng trường 25 tháng 12, thị trấn Bình Liêu.